con này to lắm. Đây, chúng tôi buổi tối đang đi trên đảo Mắt Rồng đi bắt ốc, bắt cù kỳ. Đây, con lên găng tay này. Đây găng tay ở trong, đây đang bắt được con cù kỳ à, cù kỳ à. Đây đang móc cù kỳ đây, đang móc cù kỳ. Cù kỳ à? Đây đang móc cù kỳ đây, đây mọi người xem móc cù kỳ. Đang khoán đá đây bây giờ. Đang móc cù kỳ. Đây anh đeo nốt cái găng này. Mất công anh Hải, anh ấy quay video. À đây đây đây. Quay nó chạy. Đây. Rồi. Rồi cho nó vào đây. Chắc đó. Đây, đây, đây cả ốc đây này, đây, ốc đá này, ốc chục con rồi, con chục con rồi. Ốc to lắm. Ốc đá ốc gì nhỉ? Những ốc gì ốc nhỉ? Đá, ốc rổ, ốc nón, ốc rổ đó to lắm. Ốc đĩa. Ui ốc này mà chị em mà nhìn lên này thì nhất đi. Đây chuyện. Đấy. Đây, mấy anh em đang đi dò. Đang đi dò dò đây. Đây. Đây ốc đây, đang bắt ốc, nhiều ốc lắm. Có rất to. Đây, đang ở giữa vịnh này. Sóng biển dì dào ấy. Đây, thằng cu em Hùng này cũng bắt được một con ốc đá rồi. Thành quả tí vậy nhau. Anh Nam đâu nhỉ, đang đi tìm anh. Đây, đây anh Nam cũng đang đi soi. Đây, cái lặng lặng một mình đi bắt thôi. Đây, một túi rồi. Đây. Một túi rồi. đâu rồi, xem thành quả thế nào. Anh Nam đâu rồi. Ơi, có cả cổng còng này, ốc rồi đâu rồi. Tốt rồi, có bữa là gì mà có bữa rồi. Đây, đang núi đá. Đấy. Tôi đang ở giữa biển đây. Đấy, anh em vẫn đang đi lò mọ đây. Bắt ốc. Tối có bữa. Biển ốc to rồi. Ok.